Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã. Mẹ cho ăn mới được ăn. Khoan. Cú, Mi. Nào, hai đứa ngồi im à. Đây này. Đây. Món xài của mẹ này. Này. Nước mắm này. Đường này. Ướp này. Được chưa? Được rồi. Xuống đây. Xuống đây. Rồi, xuống mà đi nhặt xoài. Ui. Đây đây cho mẹ này. Đợi mẹ xí nha, mẹ đi lấy cái mâm đỏ nha. Đây. Khoan 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 khoan, bắt mắm đấy, bắt mắm đấy. Xịt 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 xịt. Cô Mi đừng có ngồi lên xoài thôi con. Mi xuống đây Mi. Chưa nha, mẹ em xong mới ăn nha. Mi, 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 ngồi ra.
chỗ nào. Này nhìn này, nhìn này, cua nhìn này, Mi ơi nhìn này. Nhìn này, nhìn này. Cua nhìn này. Nhìn này, nhìn này. Chào với con. Ui ui con kiến, con kiến, con kiến. Bắt đi, bắt đi. Ăn luôn à? Ghê quá. Đi ăn kiến ghê quá. Này là mà món xoài lắc này. Ồ. Rồi, đây đây mẹ cắt cho. Từ nha, từ. Rồi hai đứa ngồi lại đây, hai đứa xịt lại đây. Chia ra nhé. Bình tĩnh đã, bình tĩnh đã. Mẹ cho ăn mới được ăn. Khoan. Cù, Mi. Nào, hai đứa ngồi im à. Đây này. Đây. Món xoài của mẹ này. Nước mắm này. Đường này. Ướt này. Wow. Hai đứa ăn cái đấy nha. Mẹ ăn cái này nhé. Tại đây ngồi, món này con không ăn được. Con nó lắm đấy, cay. Quan không? Ôi kiến cán. Bắt đi. Kiến này. Kiến này. Được không? Còn à? Hết chưa? Cô Mi. Cô lên đây đi. Đi đi, cho con đi chơi đó.
Ôm.